quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưu Đại Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 và trong lúc gửi đến quý vị các bản tin thì chúng tôi cũng phải hé mở cặp mắt để nhìn một màn hình ở đây là do hình ảnh của quý vị. Thứ hai đó là phải coi Breaking News để xem coi ông Blader đã được bầu chưa và cái người mà đang trên bục trình bày về lý do mà tại sao FIFA cần một nhân vật lãnh đạo mới đó là hoàng tử Hussein của xứ Jordan thưa quý vị. Đây là Bin Ali Hussein, người đối thủ của Sepp Platter. Và bây giờ thì ông đang nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Túc Cầu Châu Âu. Và kể cả Hoa Kỳ, nói chung là Châu Âu ủng hộ ông. Nhưng Châu Á và Châu Phi lại ủng hộ ông Sepp Platter. Châu Á ủng hộ là phải bởi vì châu Á là các quốc gia có những trận túc cầu mà bán độ nhiều nhất trên thế giới này. Vâng. Cái điều đó lý do tại sao mà châu Á và châu Phi cũng thế nó bán độ kinh hoàng luôn. Và vì thế 100 phiếu bầu của châu Á và châu Phi hiện nay đang đổ cho ông Sepp Platter. Như vậy đó chỉ còn khoảng 104 hay một trăm mấy chục nữa đó chúng tôi đang tìm cái con số cho thật rõ để xem coi là bao nhiêu thưa quý vị đủ con số ô hai trăm chín phiếu bầu đại diện của hai trăm chín quốc gia mà riêng với khu vực châu Á và châu Phi đó là chiếm tới một trăm rồi cho nên ngay bây giờ đó chưa thấy gì hết mà ông Seth Plader đã nhận được một trăm phiếu bầu rồi còn 9 phiếu còn lại à không biết được sẽ thuộc về ai. Đó là phía Úc châu Hoa Kỳ, châu Âu. Đó là những cái khu vực mà sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Vâng. Nếu quý vị không biết được ông Bin Hussein thì đây là Bin Hussein. Và thủ tướng anh Cameron ngày hôm nay trong cuộc họp với bà thủ tướng Đức Angela Merkel. Rõ ràng là cả hai vị này trong khối châu Âu và lên tiếng về cái vụ mà tai tiếng của FIFA, ông thủ tướng Cameron đã có những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ. Cá nhân ông cũng là một người rất mê túc cầu. Ông nói rằng không thể để chấp nhận được một cơ cấu FIFA như thế này mà có một cái người lãnh đạo mà tệ hại như thế, gây ra những cái tai tiếng như thế thì phải cần dẹp bỏ chuốt phế. À, lên tiếng trong uh, cuộc uh, họp của quốc hội FIFA ngày hôm nay uh, ông xếpladerống ông nói ông buồn cười lắm ông nói như thế này nè FIFA đang cần một nhà lãnh đạo tốt một nhà lãnh đạo biết từ trong ra ngoài <laughs> Vâng thưa quý vị uh, ông ông nói ông là uh, một người biết từ trong ra ngoài vậy mà ông để cho những cái vụ tham nhũng này nó diễn ra từ năm 1990 cho đến giờ phút này hai mươi mấy năm trời ông nói rằng nên bầu lại cho những người nào có kinh nghiệm à, và những người biết từ trong ra ngoài à, nghe những cái câu nói này và thực sự mà những người nào mà còn bỏ phiếu cho ông nữa đó thì rõ ràng quốc gia đó lại quốc gia mà họ rất đồng tình trong cái chuyện tham nhũng bán độ rửa tiền bởi vì không ai có thể chấp nhận được một người lãnh đạo như vậy những quý vị để ý những quốc gia mà họ có cái nền dân chủ cao là họ hoàn toàn chống lại những cái điểm này và ngay cả nước Nhật những cái quốc gia mà có cái sự tự trọng khi mà nhân cái ngay cả cái chuyện mà nhân viên của mình mà làm xấu làm cái ảnh hưởng đến công ty thì cái người lãnh đạo họ sẽ từ chức và điều đó đã, đã xảy ra rất nhiều lãnh đạo đứng xuống từ chức liền mà nhất là đang diễn ra một cuộc bỏ phiếu nữa bởi vì cảm thấy à, thứ nhất là hối hận thứ nhì là cảm thấy bị nhục nhã xấu hổ vì cái chuyện mình là cái người lãnh đạo, dù đó là công ty, dù đó là một quốc gia hay như thế nào đó Mà thuộc hạ đã làm xấu như thế thì cần phải có hành động mạnh mẽ thưa quý vị Và đó là chuyện của à, FIFA Giờ đây thì à, hôm nay chúng tôi lại trở lại với những vấn đề liên quan đến Biển Đông à, Ngày hôm nay trong cuộc họp thì cả Anh Quốc và Tân Tây Lan đều bày tỏ quan tâm đến tình hình xung đột tại vùng biển Đông, đại diện của hai quốc gia là à, Anh Quốc và New Zealand. Trong cái cuộc họp ngày hôm nay à, liên quan đến vấn đề mà đối tác thương mại nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng trình bày về các vấn đề hiện nay đang xảy ra ở biển Đông mà họ gọi là South China Sea, vùng biển Nam Trung Hoa hay là Nam Hoa vân vân thì Uh, cả hai và đây là những cái quan điểm mà cho thấy rằng dần dần cái vấn đề ở vùng biển đông này đang tạo ra dư luận trên thế giới nhất là khi Hoa Kỳ đã tuyên bố thẳng thừng là sẽ hỗ trợ Philippines và Việt Nam cũng như bất cứ quốc gia nào tại khu vực này nhằm bảo đảm theo lời của Hoa Kỳ là để tạo ra con đường tự do lưu thông không phận và hải phận tức là ở trên không cũng như ở dưới biển và đặc biệt ngày hôm nay thượng nghị sĩ john mccain đang có mặt ở tại việt nam và trong bài phần trình bày của ông thưa quý vị ông trình bày ông nói rằng theo những gì ông ghi nhận được ngay bây giờ đại pháo của trung quốc đang chuyển đến các khu vực mà trung quốc đang xây dựng hạ tầng cơ sở ông đang có mặt ở tại sài gòn việt nam và ông nói rằng đây là vấn đề cần phải được giải quyết à, ông cho biết thêm hoa kỳ sẽ là một cánh tay cộng tác và giúp đỡ rất hậu hữu hiệu cho việt nam philippines cũng như các quốc gia khác giúp đỡ cho những quốc gia này có khả năng củng cố hệ thống quốc phòng của các quốc gia này. Theo lời của ông Thượng nghị sĩ John McCain vào năm ngoái, chúng tôi đã tháo gỡ những cái rào cản về cung cấp vũ khí hải quân cho phía Việt Nam. Và bây giờ thì ông nói rằng chúng tôi muốn tháo gỡ những lệnh cấm vận khác cho Việt Nam. Và đây là một cái điểm vô cùng quan trọng. Thưa quý thính giả, vào ngày 30 tháng 5 này, ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter sẽ đến Việt Nam trong chuyến đi công du một số các quốc gia châu Á, Việt Nam, Philippines. Sau đó, ông sẽ đến tham dự diễn đàn Angrila ở Singapore. Và ở tại Việt Nam, ông Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter sẽ thảo luận nhằm mục đích là bày tỏ sự kiên quyết cam kết hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và trong nỗ lực này chắc chắn ông sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết của các thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa và kể cả dân chủ trong Quốc hội để làm gì? Để giúp tháo gỡ rào cản cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Hiện nay Việt Nam không mua được vũ khí của Hoa Kỳ và đó là một cái điều mà những nhà thượng nghị sĩ các chính trị gia họ nói rằng tại sao lại như thế tại sao mình có thể bán vũ khí sát thương cho việt nam mà tại sao không bán cấm đoán để làm gì nữa mối quan hệ bình thường hóa đã có được từ vài chục năm qua rồi thưa quý vị với diễn biến này thì việt nam hiện nay đang rất hy vọng lý do là họ không tin được hàng nga quý khán thính giả có đi mua xe hơi nga để chạy không thứ nhất là xe hơi nga thứ nhì có nên mua trực thăng có nên mua vũ khí của nga không nổ no. mỹ vẫn made in usa là số 1. chính vì thế mê hàng của mỹ thì vũ khí xe hơi mỹ là phải mua của mỹ thôi không những là vũ khí nữa mà kể cả những cái thiết bị nặng chuyên môn để dùng để sản xuất nữa tất cả là hàng mỹ phải nói rằng rất là tốt phải không ạ nếu mà không mua được hàng mỹ thì mua hàng đức hoặc là nhật nhưng mà nhật với đức thì là không có hệ thống quân sự không có làm vũ khí được không có mua được chứ nếu mà đức mà nhật mà làm vũ khí thì chắc kinh hoàng lắm thưa quý vị cho nên bây giờ là vũ khí của hoa kỳ là tốt nhất chỉ muốn mua vũ khí của hoa kỳ thôi thì đây là nỗ lực mà ông thượng nghị sĩ John McCain cũng như là ông bộ trưởng quốc phòng Ash Carter sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Obama hoặc là một vị Tổng thống tới hoặc là Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ để hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại và như mỗi thứ sáu, Terry Thanh Hương gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến đời sống của chúng ta. Mời quý vị cùng theo dõi.